Thank you.
trưng khai mạc, xin cộng đoàn hướng về nhà thờ để nguyện kinh khai mạc, xin mở trường. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên nên
Lời Chúa trong Kinh mừng theo Thánh Gioan. Hôm ấy là ngày lễ áp lễ vượt qua. Vào khoảng 12 giờ trưa, ông Pilato nói với người Do Thái: "Đây là vua các người." Họ liền la lớn: "Đem đi, đem nó đi, đóng tim nó vào thập giá." Ông Pilato nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng tim vua các người sao?" Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả ngoài Caesar." Bấy giờ ông Pilato trao Đức Giêsu cho họ đóng tim vào thập giá. Khung cảnh một phiên tòa xử người vô tội đang sống động trước mắt chúng ta. Một phiên tòa không có công lý, người tố cáo bị xúi dục, kẻ bị cáo không luật sư bào chữa, không tự bào chữa, quan tòa tự bảo vệ danh lợi của mình bằng cách chấp nhận chân lý thuộc về số đông. Cuối cùng, bị cáo phải nhận án tử hình với tội danh cán ghét cho hợp luật. Sự gian dối áp đảo sự thật nằm triệt hạ người công chính. Trần gian một lần nữa từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa, từ chối sự hiện diện của lời công chính. Lời Chúa Giêsu, trong đời sống giáo xứ, xin cho chúng con biết quyết tâm loại trừ thói xét đoán, quyết tâm không kết tội anh em. Ngược lại, xin cho chúng con biết yêu thương đùm bọc nhau, xây dựng nhau trong tinh thần sự thật, phát huy sự công chính và tình hiệp thông vinh đệ thánh thiện. Amen. Chúng con thờ lạy và khen Chúa Kitô. Đấng Chúa Giêsu ban ban giá.
xin cho linh hồn ca tin hồn Chúa được ghi nơi truyền thiên. Nơi chúng ta, Chúa Giêsu rất là lớn nhất. Lời Chúa đã sắp ghi xin sai là sự thật. Chính người đã ban lấy phận của chúng ta, đã gánh chịu những khổ đau của chúng ta, còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải được ngã lên trễ. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị về chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Thánh giá nặng vì tội lỗi nặng, tội lỗi nặng vì sự vô tâm của con người, và còn vì lòng dạ con người thay đổi. Lời tuyên ngôn trên môi nay đổi thành lời vu oan trước tòa. Lời khẩn thiết xin chữa lành phần tật nay thành lời nhục mạ, nguyền rủa không tiếc lời. Nỗi buồn rất con người của một Thiên Chúa là người, về sự ước chung, sự thay đổi lỗi lạ của mỗi người đã khiến người lao đao té ngã. Lời Chúa Giêsu, đôi khi thật giá lời thường của chúng con trở nên nặng hơn vì sự vô tâm của anh em, và còn nặng hơn nữa vì chất chồng lên những lời nguyền rủa làm cho chúng con té ngã trong đời. Xin cho chúng con biết cảm ơn, nhân đỡ ủi an nhau để giúp nhau vững bước quá thánh giá theo tên Chúa. Amen. Chúng con lời và lời khen Chúa Kitô. Mẹ có mặt trong lịch sử cứu độ
và mẹ cũng chính là người chịu đựng lịch sử của người cứu độ, chính là con mẹ. Nỗi đau lòng của lòng mẹ phản ảnh nỗi đau của Chúa Cha khi trao ban chính con một mình. Xin cho chúng con biết nhờ mẹ, noi gương mẹ mà thầm lặng hiệp thông, chia sẻ nỗi đau của anh em. Amen. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Yeah.
đều. Bấy giờ những người công chứng sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến thăm đâu? Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Một người phụ nữ tưởng như vô danh tiểu tốt trong đám người theo Chúa Giêsu trên đường thương khó đã nhìn thấy khuôn mặt Chúa Giêsu đẫm mồ hôi máu. Bà lấy khăn mà lau mặt Chúa. Bà đại diện cho một lương dân sống ngay lặng theo sự soi dẫn của tiếng lương tâm ngay lặng. Bà xứng đáng được Chúa Giêsu in hình mặt người vào trong khăn như một dấu ấn của Thiên Chúa chúc lành. Lạy Chúa, lòng yêu thương tha nhân chính là nét đẹp giống Chúa, và cũng chính là con đường tìm gặp được Thiên Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con biết thương yêu nhau, để nên một lời chứng hùng hồn cho đạo tình yêu mà chúng con đã lắng nhận, đồng thời giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người. Amen. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Tiếp sức cho nhau để xây dựng nước Chúa. Amen.
toàn cảnh bi ác của tội lỗi nhân loại đang đè nặng và thách thức của tình yêu can đảm tử cùng. Chúa ngã xuống đất lần thứ ba, cho đến rồi nặng nề khi chết, và cái giá phải trả là đắt giá thế nào? Cái giá phải trả ấy là một tình yêu vô biên để lay động người có tội biết rằng chỉ được vì nhờ tin vào tình yêu và ân cứu. Lời Chúa Giêsu, thể xác và tinh thần của Chúa đã đặc biệt, nhưng tình yêu của Chúa là vô biên. Thì tình yêu ấy là sức mạnh trên đường cứu khó, một tình yêu cứu chuộc những con người phản bội tình yêu Chúa. Xin cho chúng con biết mà với trái tim yêu thương của Chúa mà sống trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, để chúng con có sức mạnh tình yêu chịu sinh lòng khoan dung tha thứ cho anh em. Amen. Chúng con thờ lạy và lời khen Chúa Kitô. Oh.
Hoàn tất
khỏi hẳn đó. Lời chú nói với người theo đã nói thêm, chiều đến có một người giàu sát tới, ông này là người Hàn An Sumati, tên là Lô Sát, và cũng là quốc đệ Giê-xu. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Bây giờ tổng giám Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Vì hát ngày sau đó, Giê-xu-xe A-li-ma-thê thảo sát Chúa Giê-xu xuống và trao cho mẹ Ma-ri-a. Còn nỗi đau nào hơn nữa dành cho mẹ khi mẹ ôm sát đứa con yêu? Mì sát con, mẹ yêu từng khúc ruột, lưỡi đưa vô hình như đâm nát lấy trái tim. Con đã chết và mẹ cũng đang chết với con. Con chết vì tội lỗi nhân loại, mẹ cũng đang chết vì tội lỗi nhân loại cùng với con. Con có linh hồn trong tay cha, và dường như con có thân xác bất động này trong tay mẹ. Mẹ Maria khác nào đó đã là người của Thiên Chúa, đại diện cho Thiên Chúa và đón nhận một tế lễ sinh. Lạy Maria, chúng con tin rằng cha mẹ có sức mạnh vô biên của Thiên Chúa để có thể can đảm đối diện với một cảnh tượng hãi hùng nhất trong đời người. Ôm sát người con yêu, chiêm ngưỡng dư gian của người cứu chuộc, xin mẹ giúp chúng con can đảm đón nhận những khổ đau cho đời, đón nhận anh chị em đau khổ cho đời và kết hiện khổ đau ấy với đế thế Chúa Giê-xu để nên phần thưởng cho chúng con. Amen. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Chúa Kitô sẽ được sống lại với người.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đã gánh tội lỗi của chúng con và mai táng trong mồ. Xin cho chúng con biết cùng với cộng đoàn giáo xứ sốt sắng cử hành nghi lễ vượt qua trong thánh lễ mỗi ngày và trong mọi biến cố cuộc đời với niềm cậy trông bền vững, niềm xác tín mạnh mẽ và ơn phục xin với Chúa. Amen. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Và nay người không sống lại.
con tim người trở thành vùng đông băng giá. Và nếu người đã chết đi nhưng nay người không sống lại, kiếp sống này là một bãi hoang. Nếu người đã chết đi và nay thù cấm oán ghét, và nếu người đã chết đi nhưng nay người không sống lại, mọi cuộc tình chỉ là dối gian. Nhưng hôm nay người đã sống lại, bóng thiên đường bừng mở, ngôi mắt đơn sơ, muôn con tim nghẹn ứ tiếng ca hoa, bao hân hoan người lên ngàn vạn ước mơ. Kính thưa cộng đoàn, đêm nay chúng ta cùng nhau cử hành nghi thức phục sinh của Chúa Kitô. Đấng hôm qua đã chết trên thập giá và được chôn cất vào lúc hoàng hôn, thì sáng tinh sương ngày lễ vượt qua, người sống lại những lời người đã loan báo. Đêm nay là đêm cực thắng, đêm hồng phúc, vì Đức Kitô ra khỏi mộ, vượt qua sự chết đi vào sự sống. Trong đêm nay, chúng ta hân hoan cử hành biến cố Chúa sống lại. Với biến cố này, hội thánh nhắc nhở chúng ta nhớ rằng chúng ta sẽ được sống lại với Đức Kitô qua ý thức ăn tẩy. Phục vụ đêm nay gồm bốn phần. Phần thứ nhất, cử hành sự sống lại của Chúa với việc làm phép lửa, thắp nến phục sinh, kiệu nến phục sinh và công bố tin mừng phục sinh. Phần thứ hai, phục vụ lời Chúa, tin tưởng vào lời Chúa và điều Chúa hứa. Hội thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân người ngay từ lúc khởi nguyện. Phần thứ ba, phục vụ thanh tẩy. Hội thánh đón nhận các anh em tân tòng và toàn thể cộng đoàn làm lại những lời cam kết khi lãnh nhận ý thức thánh tẩy với việc làm phép nước và tuyên xưng đức tin. Phần thứ tư, phục vụ thánh thể. Hội thánh được mời gọi vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân người qua sự chết và phục sinh của người. Giờ đây chúng ta bắt đầu cử hành nghi thức mừng Chúa phục sinh. Chúng ta cùng hướng về Cha chủ tế tham dự lễ nghi làm phép lửa. Lửa được coi là hình ảnh tượng trưng cho Đức Kitô, là ánh sáng thế gian, người đem lửa tình yêu cho nhân loại nhờ các vật của Chúa Thánh Thần để sưởi ấm vũ trụ và tâm hồn mọi người. Sau đây, Cha chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn và làm phép lửa. Lên trên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Về xin Chúa Giêsu Kitô, Chúa
ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, cho nên bất thánh này, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất lộ diện vừa qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng họp nhau lại và canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta hãy cùng nhau cho chú nghe lời Chúa và sốt sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô với niềm hy vọng sẽ được cùng người chiến thắng sự chết và cùng người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một nhân dạy anh vinh quang được cho Chúa Chúa vào lòng tin yêu. Xin thay hoa ngò lửa mới này và trong số thời gian mừng lễ vượt qua, xin cho niềm khao khát Đức Trời cũng đừng lên yêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy cốt phận tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào kim quân tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Biết đến Cha chủ tế bé hình thánh giá và ghi số năm lên đến phổ sinh. Đức Kitô vẫn là một. Hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. Người làm chủ thời gian và muôn thế hệ và thuế Đức Kitô tấn vinh tuyển quyền năng và thuế. Amen. Tiếp đến, Cha chủ tế sẽ nắm mang hạt hương theo hình thánh giá trên nến tượng trưng cho năm dấu đơn của Chúa Giêsu. Vì năm vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta sau cùng. Cha chủ tế lớn lượt vừa mới làm phép thắp nến phụng sinh, xin Đức Kitô đấng phục sinh vinh hiển chiếu rải ánh sáng của người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta. Ánh sáng Chúa Kitô phá tan bóng tối và đem lại hạnh phúc cho người. Vậy giờ đây chúng ta hãy bước đi dưới ánh sáng công chúng của Chúa Kitô phục sinh. Ánh sáng sẽ đưa chúng ta về đất hứa là chính Chúa Kitô.
cha chủ tế sẽ nâng cao mến phục sinh và công bố ánh sáng Chúa Kitô ba lần, mỗi lần là một cao độ khác nhau, với lòng tin và quyết tâm theo người mở cộng đoàn khác tạ ơn Chúa. Ơi sáng Chúa Kitô. Thầy là ánh sáng đến trong trần gian để soi chiếu của mọi người, là những môn đệ đã được thánh hiến qua việc tham dự chức vụ tư tế tác viên linh mục. Hơn bao giờ hết cần phải cho Chúa Kitô thắp sáng đời mình. Từ đây các ngài sẽ loan truyền ánh sáng cho muôn dân. Thank you.
Chúa đã cho tiền qua.
Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao,
và trong thời đại cuối cùng này, người lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào? Chúng ta xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà người đã thực sự trong một việc vừa qua và trong thánh lễ còn cầu xin hôm nay, mà những ý của chúng ta dâng lên, chúng ta cũng cầu theo những ý sau đây. Cầu bình an cho gia đình, cho linh hồn Luce Anna. Cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ và Anna tử. Cầu nguyện cho Luce cải. Cầu nguyện cho hai linh hồn Luce, một linh hồn Anna và các linh hồn và xin cầu như ý. Cầu nguyện cho linh hồn Luce, cầu nguyện cho linh hồn Anna. Xin tạ ơn Chúa và chỉ như ý cầu nguyện cho linh hồn Luce và Maria. Lễ đưa chân Luce kim thanh hải mới qua đời. Cầu nguyện cho linh hồn Anna Maria và các linh hồn. Cầu nguyện cho Nando và hai linh hồn Giuse. Cầu cho linh hồn Anna thờ và các linh hồn. Cầu cho hai linh hồn Giuse và cho gia đình được bằng an. Cầu cho An Vương Thành và Anna bằng Đa Minh Phật và Giuse hát Anna Đạo và Đa Minh Pháp. Cầu nguyện cho linh hồn Soan Đo Kỳ Sinh Ta. Nhóm hồn trao mình thanh Chúa xin cầu cho phụ Anna cả truyền. Xin tạ ơn Chúa cầu cho linh hồn Giuse và các linh hồn. Xin tạ ơn Chúa và mẹ Maria và cầu cho linh hồn Anton, cầu cho Anna Hà, cầu cho Giuse và các linh hồn. Cầu nguyện cho bốn linh hồn Giuse, bốn linh hồn Anna và bốn linh hồn Martino. Đây là một bài ca phục vụ mượn những quan niệm bình dân thời xưa về vũ trụ để tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, đấng dùng lời quyền năng và thần khí để sáng tạo muôn loài. Đêm nay, Chúa Kitô đã khai mào một cuộc tạo thành mới, người dùng nước thanh tẩy và ơn thánh thần để đưa chúng ta vào cuộc tạo thành mới đó. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách sáng thế: từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo thành trời đất, đất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và thần trí Thiên Chúa bay xà trên mặt nước. Thiên Chúa phán: hãy có ánh sáng, và có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp, người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán: hãy có bầu trời ở giữa nước, phân tách nước với nước. Và Thiên Chúa làm nên vòng trời và phân rẽ nước dưới vòng trời với nước phía trên vòng trời, và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi vòng đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán: nước dưới trời hãy tụ lại một nơi để lộ ra chỗ vô vàn, và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, và người gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp, và Thiên Chúa phán: đất hãy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt giống, và cây ăn trái phát sinh theo giống nó, và trong trái có hạt giống trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Tự thì đất sản xuất thảo mộc xanh tươi, mang hạt theo giống nó, và cây phát sinh trái trong có hạt tùy theo loại nó. Và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa còn phán: hãy có những vật sáng trên vòng trời, và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòng trời và rải sáng mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm.
và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên bầu trời ở soi sáng khắp đất và làm chủ ngày đêm và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp qua một buổi chiều và một buổi sáng. Đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa lại phán: nước hãy sản xuất những sinh vật cỏ xanh và loài chim bay trên mặt đất được bầu trời. Vậy Thiên Chúa tạo thành những cá lớn, mọi sinh vật sống động mà nước sản xuất thì theo loài chúng và mọi chim bay thì theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy nước biển. Loài chim hãy sinh cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa lại phán: đất hãy sản xuất các sinh vật tùy theo giống gia súc, bò, loài bò sát và gia thú dưới đất tùy theo loài. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã dựng nên giá thú dưới đất tùy theo loài gia súc và mọi loài bò sát dưới đất tùy theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp và Thiên Chúa phán: chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như ta, để chúng làm chủ cả biển, trên trời, gia thú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa. Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất và thống trị nó. Hãy làm bao chủ cao biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tùy theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thứ ăn cho mọi loài đã ngủ trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc người đã làm, thì ngày thứ bảy, người nghỉ ngơi.
Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin ban cho chúng con một tinh thần khôn ngoan sáng suốt, biết chống trả tội lỗi hằng quyến rũ chúng con, để mai sau được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel khi đưa họ vượt qua biển đỏ. Với biến cố này, Thiên Chúa cũng sẽ giải thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi và được trở thành con cái của Người qua nước thánh tẩy. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môi-se rằng: Có gì mà kêu đến ta? Hãy bảo con cái Israel cứ lên đường. Còn ngươi đưa gậy lên và giơ tay trên biển. Hãy phân rẽ biển ra cho con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ vượt theo các ngươi. Bấy giờ, ta sẽ tỏ vinh quang cho Pharaon, toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Người Ai Cập sẽ biết ta là Chúa. Khi ta tỏ vinh quang cho Pharaon, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Sứ thần Thiên Chúa thường đi trước hàng ngũ Israel, liền bỏ trở lại sau họ. Cột mây cũng thường đi phía trước, cũng theo sứ thần trở lại phía sau. Đứng giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel, và đám mây thường soi sám ban đêm, trở thành mù mịt. Đến nỗi suốt đêm, hai bên không thể tới gần được. Môi-se giơ tay trên biển, thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm cho biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cá Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. Người Ai Cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaon, chiến xa và kỵ binh đi theo sau Israel vào giữa lòng biển. Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe tiến tới thật vất vả. Người Ai Cập nói: Ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa chiến đấu giúp họ, chống chúng ta. Chúa phán bảo Môi-se: Hãy giơ tay trên biển, để nước trở lại vùi dập người Ai Cập, chiến xa và kỵ binh của chúng. Môi-se giơ tay trên biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai Cập chạy trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển, nước trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của Pharaon đã theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước dựng như bức thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Chúa cứu Israel khỏi tay Ai Cập.
và họ thấy xác người Ai Cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng của Thiên Chúa đè bẹp Ai Cập. Toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và Môi-se, tôi tớ người. Bấy giờ Môi-se cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca này. Xin cho các dân tộc trên khắp địa cầu nhờ lòng tin vào Chúa được hưởng những đặc ân của Israel và được tái sinh khi lãnh nhận Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời Chúa là lương thực thần linh cần thiết để nuôi dân Chúa trên con đường lữ thứ trần gian. Người Kitô cần lắng nghe và để cho lời Chúa thấm nhập con người mình qua mọi biến cố trong cuộc sống. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần tiền trả, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ
và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho David. Đây ta đặt người làm nhân chứng cho các dân, làm tướng lãnh tôn sư cho các dân tộc. Này, ngươi sẽ kêu gọi dân mà trước ngươi không biết, và các dân trước chưa biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Đấng Thánh Israel. Bởi vì Chúa làm cho ngươi được hiển vinh. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương hãy bỏ những tư tưởng mình. Hãy trở về với Chúa thì người sẽ thương xót. Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta vì Chúa rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng ta không phải tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải đường lối của ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào thì đường lối ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy. Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất vì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng ta ủy thác. Đó là lời Chúa.
Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu là niềm hy vọng độc nhất của trần gian, Chúa đã dùng lời các ngôn sư tiên báo những mầu nhiệm đang thực hiện ngày nay, xin gây dậy trong lòng dân Chúa những ước nguyện cao đẹp. Vì nếu không có Chúa soi chi mở lòng, chẳng một ai trong chúng con có thể tiến bước trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì trời Thiên Chúa trên cao vương trời, để diễn tả niềm vui, niềm hân hoan mừng Chúa Kitô phục sinh, chúng ta cùng vỗ tay thật lớn, thật dài và thật nồng nhiệt chia sẻ với mọi người. Chúa anh thần đến muôn thuở muôn đời.
chết với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Thật vậy, khi được dình vào nước thanh tẩy, ta đã cùng chết, cùng được mai táng với Đức Kitô, và khi ra khỏi nước, ta cùng sống lại với Người và bước vào cuộc sống mới. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài Kinh Tơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người. Bởi được thân tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổng giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa.
Hết ngày sa vắng, bà Maria Magdalena, bà Maria mẹ ông Giacobbe và bà Salome mua thuốc thơm để đi xuất sắc Chúa Giêsu. Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mà trời hé mọc, các bà đến mộ họp gặp nhau. Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ cho chúng ta? Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh, mà tảng đá đó to rất lớn. Các bà đi vào trong mộ, thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng nên các bà khiếp sợ. Nhưng người đó bảo các bà rằng, các bà đừng sợ. Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nazareth chịu đóng đinh, nhưng người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt người. Các bà hãy nói với các môn đệ người, nhất là với Phêrô rằng, người đến xứ Galilee trước các ông, ở đó các ông sẽ thấy người như người đã từng nói trước. Nhưng các bà chạy ra khỏi mộ trốn đi, run rẩy kinh hồn chẳng dám nói gì với ai vì sợ hãi. Đó là lời Chúa. Đức Giêsu Nazareth chịu đóng đinh đã sống lại. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nấm mồ là nơi an nghỉ của người đã chết, nên chết mà không được chôn cất, không có mộ phần thì được coi là chết khổ, chết bất hạnh, chết bờ bụi, và người còn sống sẽ mỉa mai chê cười, sống vô gia cư, chết không địa táng. Sợ chết bất hạnh, sợ bị đời cười chê, sống ác chết khổ, nên ai cũng sắm sẵn cho mình một miếng đất để chôn, một nấm mồ để an nghỉ. Người giàu thì xây kim tính, người nghèo thì cố chắc chiêu mua lấy phần đất dành để chôn mình trong nghĩa trang. Đức Kitô lại nghĩ khác, làm khác. Tuy bắt rất rõ và vui lòng lên Jerusalem chịu khổ hình và chịu chết, Đức Kitô không hề tự mình hay nhờ người thân, bạn hữu lo liệu trước cho mình một nấm mộ. Ngài chuẩn bị nhiều chuyện khác một cách rất chu đáo, sai tông đồ đi dọn dẹp, sắp xếp bữa ăn sau cùng, căn dặn các tông đồ rất chi tiết từng chuyện một. Nhưng tuyệt nhiên, Ngài không nói gì đến chuyện chôn cất Ngài. Thái độ tình mơ của Ngài trước chuyện chôn cất cho chúng ta nhiều suy tư mới. Quả thực, chết thì phải chôn, ai lại giữ mái xác chết trong nhà, dù có thương yêu đến đâu đi nữa, hôi thối làm sao chịu nổi. Biết mình sẽ chết, nhưng không lo gì đến mộ phần, Đức Kitô đã phó mặc chuyện chôn cất mình cho ai đó, ngay cả các môn đệ cũng chẳng ai buồn nghĩ tới. Cả bốn tin mừng đều thuật lại việc chôn Đức Kitô sau khi Ngài được tháo xuống từ thánh giá. Ta ghi nhận những sự kiện sau. Bà con thân thuộc và các môn đệ của Đức Kitô đã không lo lắng được gì trong việc mai táng Ngài. Người có công đầu và sốc vác đứng ra lo liệu xin tháo xác và an táng Đức Kitô là ông Giuse, quê làng Arimathea, nghị viên trong hội đồng kỳ mục Do Thái, mến phục Đức Kitô và theo Ngài một cách rất kín đáo. Phù với ông trong công việc tế nhị này cũng là một ông nghị có lòng yêu mến Đức Kitô, nhưng cũng chỉ dám theo Ngài xa xa và chỉ đến gặp Ngài trong đêm tối. Cả hai không ở gần Đức Kitô nên không biết nhiều về Ngài như nhóm 12 môn đệ. Việc Ngài bị lết án tất nhiên các ông được biết trong hội đồng và cũng chỉ mới biết một hai ngày trước. Không biết trước
cũng không được giao phó công việc mai táng, hay ông đã hoàn toàn không chuẩn bị gì khi tình nguyện đứng ra lo liệu chôn cất? Trong hoàn cảnh bi đát trước những công việc phải làm, hay ông đã có sáng kiến táo bạo vào gặp Phi-la-tô để xin xác Đức Kitô và chôn cất ngài trong chính kim tính đúc sẵn còn mới tinh của mình? Trước cái chết của ngài, hay ông không còn dè dặt kín đáo vì sợ người Do Thái, nhưng công khai và tận tình đi với ngài trên cây số tận cùng tang thương và sầu não nhất của một đời người đi chôn? Hay ông thương cảm cho một người công chính vừa bị đánh gục, hay hai ông còn tin tưởng vào Đức Kitô? Điều này không ai biết, chỉ một điều là các ông sẵn sàng dâng hiến bộ phận của mình và chu đáo tâm liệu để nói lên lòng yêu mến và từ tâm rất lớn nơi hai ông. Một sự kiện khác là Đức Kitô được an nghỉ trong phần mộ mới tinh chưa có ai nằm. Ngôi mộ mới tuy không phải của ngài nhưng thuộc về ngài vì ông Giuse đã dâng tặng ngài khi tình nguyện đứng ra lo liệu thẩm liệm chôn cất. Ngôi mộ mới là hình ảnh một con đường mới do chính Đức Kitô cai trương, nằm trong nấm mộ của con người, nhưng cái chết của ngài không như cái chết của các người chết khác. Ngài chết một cái chết có sức phục sinh. Quả thật, ngài chết một cái chết phục sinh, còn đã lấp kín cửa mộ, đã bật tung trước sự sống, trước quyền năng của đấng là chính sự sống. Nấm mồ mới không thể là nơi an nghỉ lâu dài hay vĩnh viễn khi tu của sự sống. Nó chỉ là một chặng nghỉ chân. Sở dĩ Đức Kitô dừng chân ở chặng nghỉ này vì ngài muốn trở nên như con người, giống hệt con người trong tất cả, trừ tội lỗi. Như con người, ngài không muốn thoát khỏi cảnh bị đem đi chôn. Làm người, ngài đã sống tất cả và trọn vẹn mọi cảnh huống thân phận con người. Mượn nấm mồ của Giuse, nấm mồ không phải của mình, như nơi dừng chân nghỉ ngơi, Đức Kitô muốn can dặn mỗi người: sự chết chỉ là một giao điểm giữa hai cuộc sống trần gian và vĩnh cửu. Mộ phần không thể cầm chân con người và nấm mồ không phải nơi an nghỉ ngàn tu vĩnh cửu. Lạy Đức Kitô chịu tẩm liệm và chôn kín trong mộ đá, khổ đau nào rồi cũng có ngày hết, đường thánh giá nào rồi cũng có điểm dừng chân, cuộc đời nào rồi cũng kết thúc bằng một lần chết. Chúng con cầu nguyện cho chúng con biết chết đi cái tôi của mình, chết đi trong tội lỗi, để chúng con được sống lại trong ân sủng sự sống của Chúa, và khi kết thúc cuộc đời này, chúng con cũng được sống lại với Chúa như Chúa là đã sống, và cứu những kẻ đã chết được sống lại cùng Chúa. Amen. Phần thứ ba là phục vụ thanh tẩy, làm phép nước. Thanh tẩy là một cuộc vượt qua từ sự chết đến sự sống, là chết đi cho con người cũ và tái sinh con người mới. Sau đây, cha chủ tế sẽ thánh hóa nước để dạy trên chúng ta, nhắc nhở lại bi tức thánh tẩy chúng ta lãnh nhận. Xin kính mời và chúng ta đứng lên. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa đổi mới chúng ta, giúp ta chúng ta luôn trung thành sống theo ơn thánh người đã ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thánh này, chúng con là dân Chúa đang học nhau canh thức cầu nguyện để được nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và tôi chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con
và thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất vì yêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái, và trải qua lịch sử cô đồ, nước thiên nhiên đã trở nên khí cụ của tình thương hải hà. Qua vậy, Chúa dùng nước biển đó cứu dân yêu khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân dài khát. Các môn sư cũng dùng hình ảnh nước mặt tuôn trào để tuyên đạo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thánh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây, khi chúng con đầy nước thánh trên mình để nhớ lại vị tích thanh tẩy chúng con đã lấy nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em chịu phép thanh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy để được cùng người sống đời sống mới. Vậy thế giờ đây, thời gian thanh huyền của mùa chay đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy là từ bỏ Satan và tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Để sống cho xứng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang được bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo Hội Thánh Thiện và Công Giáo, tin cầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hiệp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Tôi đã thấy đường lên phải lên thở chạy ra và lên đường ra và đưa tay chạy đến những ai thì tất cả đều được cứu rồi ta sẽ hôn lên và lên đường ra. Hallelujah.
Anh chị em thân mến, trong đêm cực thánh này, Hội Thánh Tuyên Xưng Đức Kitô sống lại, mời đừng cho nhân loại tiến vào thiên quốc. Với trái tim bừng cháy niềm vui, chúng ta dâng lời nguyện xin. Vua Vĩnh Cửu nay rạng ngời chiếu sáng, đẩy lùi xa bóng tối trần gian. Xin cho các mục tử trong hội thân luôn được ánh sáng thân phục xin chiếu soi, để các ngài dẫn dắt dân thân bước đi trong sự thật mà tiến về quê trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Mừng vui lên nỗi khắp miền dương thế, bốn bề đang rực rỡ ánh hào quang. Xin cho toàn thể dân thân được tràn đầy sự sống mới của Đức Kitô phục sinh, hân hoan hiến mình trong yêu thương để thắp sáng niềm vui cứu độ giữa lòng nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chính đêm nay cột lửa sáng rực cả bầu trời, đẩy lui bóng tối tâm tội lỗi. Xin cho những ai đã bỏ đường tội lỗi mà bước đi trong ánh sáng phục sinh, luôn hiên ngang sống đức tin và nên nhân chứng sống động của Chúa trước mặt mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lửa này tuy thắp ra thành nhiều ngọn, nhưng ánh sáng vẫn không hề suy giảm. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng Đức Kitô, để trở nên con yêu dấu của Thiên Chúa và làm cho niềm vui phục sinh lan tỏa đến nhiều người. Chúng ta cùng cầu xin. Vậy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã cho Đức Kitô con Cha sống lại từ cõi chết. Xin Cha ban Thánh Thần đổi mới cuộc đời chúng con, nhất là những anh chị em tân tòng, để chúng con được chung hưởng niềm vui phục sinh của con Cha là Đấng hằng sống và hiến chi muôn đời. Thank you.
chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ mời thay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng Thiên Chúa. Đến lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiệm vượt qua, cho nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa. Xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong đêm này, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô từ hiến tế làm chiến vượt qua của chúng con, chính người là chiến thật đã xóa tội trần gian, người đã chết để diệt sự trừ chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan, đồng thời cả triều thần thiên quân hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tụng hô rằng: Hay, 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 Chúa là Thiên Chúa càng cao quý. Mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Ngài cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thứ cây sau vừa ăn tôi, Ngài cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần cho tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Đa Minh chúng con, Đức Giám Mục Phụ Tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là những người chúng con xin cầu nguyện hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin trai thấy được vào hương ánh sáng tốt nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đồng lòng Chúa qua mỗi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa
Chúa nay đến xóa tội trần gian, cũng cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Xin quý vị cha mừng Thánh Chúa cho cộng đoàn theo sự hướng dẫn của các em lễ sinh và các ông chùa tại các điểm, tại các ngã tư giữa các hàng ghế. Xin cộng đoàn nhường đường đi cho quý vị và trật tự lên xuống khi rước lễ.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được khoa chi toại lòng. Nhờ con một Chúa siêu cố hình thập xa, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Thời giờ cũng đã quá muộn. Tuy nhiên, chúng tôi xin được một phút để xin nói lời cảm ơn tất cả quý dì, quý cụ, quý chức, ban hành giáo, các phù họ, các giới, các đoàn thể, các ban đặc biệt như ban trang trí âm thanh ánh sáng, rồi ban phụng vụ, các em lễ sinh như cô cắm hoa, cũng như ca đoàn. Và bản chất của tất cả mọi người chúng ta cũng như tham sự đây đã tạo ra một bầu khí phục vụ rất tốt đẹp và thánh thiên. Chúng ta quy tụ nhau thành một cộng đoàn đức tin. Đức Kitô mới là thủ lĩnh của chúng ta. Mong rằng tất cả chúng ta cùng giữ được tinh thần hiệp nhất yêu thương đó để góp phần xây dựng cộng đoàn chúng ta thành một cộng đoàn đức tin như lòng Chúa mong ước. Giờ đây chúng ta cùng nhau xuất sắc xin Chúa chúc lành đặc biệt cho chúng ta và cũng xin chúng ta chúc nhau một mùa phục sinh thánh đức và đầy tràn ân phúc của Chúa. Chúng ta vỗ tràn phó tay để chúng ta chúc mừng nhau. Cùng anh chị em, Thiên Chúa đang đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nguyên tứ nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được từ xó mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người đồng ban, anh chị em cũng được thông còn xa nghiệp của người đến muôn đời. Amen. Nhờ tin bà con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang được đến với người trong nước trời. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia. Chúa, chúng tôi phải hoàn rồi, nhau ta chúc phúc an thân con. Chúa, chúng tôi phải hoàn rồi, nhau ta chúc phúc an thân con.
Chúa phục sinh đến đây là kết thúc. Trong niềm vui mừng đại lễ phục sinh, xin gửi đến quý cộng đoàn lời chúc mừng đêm lễ phục sinh, nhiều niềm vui, hy vọng và tràn đầy ân sủng của Chúa phục sinh. Alleluia. Xin cộng đoàn vui lòng để lành đến tại các điểm tập trung để dành đến cho những ngày lễ tiếp theo.